Ta-da, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với nhau với một vlog của mình. Đó chính là vlog một ngày ở Hà Nội. Thì hiện tại thì tụi mình đang ra sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho chuyến đi. Hôm nay mình sẽ cùng đi với hai đứa bạn khá là thân. Chuyến bay của mình sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ tối ở Sài Gòn và ra đến Hà Nội là khoảng 10 giờ tối. Cứ mỗi lần bay đêm thế này thì mình rất là thích ngắm cảnh trên máy bay và rất là thích. Nhìn nó lung linh huyền ảo sao á. Và sau khi xuống sân bay Nội Bài thì bước đầu tiên đó chính là lấy hành lý. Phải là một quá trình rất là gian nan luôn á. Quá lâu cho một tuần. Một cái vali màu đỏ chói để không bị thất lạc ở sân bay các bạn ha. Khi mà ở sân bay Nội Bài rồi đó thì ba tụi mình sẽ quyết định là tìm một chiếc xe buýt để chúng ta đến với cái địa chỉ mình đã book từ trước các bạn ha. Đó là một khách sạn ở Hà Nội. Địa chỉ khách sạn của mình là ở Bát Xứ, phường Hoàng Bồ, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Dạ. Cho em gọi. 40.000 mọi người. Nói chung chuyến đi này tụi mình đi tự túc. Tụi mình sẽ tự đặt plan trước để chúng ta dễ đi hơn thôi. Chứ thật ra là ba đứa mình chưa đến nào đi Hà Nội bao giờ cả. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục khởi hành thôi. Và chào mừng các bạn đến với một ngày ở Hà Nội. Và tập 1 chúng ta đó chính là bát bún ngang lúc nửa đêm. Và cảm giác bây giờ của mình là đang ở một cái nơi hơi là xa lạ một tí ha. Nhưng mà cũng rất là phấn khích vì cái chuyến hành trình trong một ngày hôm sau của mình ở Hà Nội. Tụi mình chỉ đi Hà Nội một ngày thôi các bạn nha. Và sau đó mình sẽ ra Thái Bình và Ninh Bình nữa. Không. Nên chắc chắn là còn nhiều series cho các bạn đón xem nữa đó. Cùng tới nơi. Mọi người ơi, cuối cùng đã tới khách sạn. Đây, gần đây có xe gồ cây. Sau khi đi xe bus thì tụi mình có bắt một chiếc taxi để đến khách sạn các bạn ha. Đói bụng chưa chú? Cảm đói bụng chưa? Nè còn no. Đi vô. Cảm giác của bây giờ đó, tụi mình rất là đói bụng và cũng khá là mệt á. Tụi mình sẽ lên khách sạn cất hành lý và trở ngược xuống để chúng ta kiếm gì đó để ăn. Hello, welcome to Singapore. Dạ, Việt Nam. Mới là đầu tiên không? Mới đầu tiên. Em nhìn chị quen quá. Chị Bình Cam. À, để mình nhắc cho các bạn một chút ha. Thì ba đứa mình có nickname như sau. Mình là Leo. Con nhỏ bạn bên cam của mình đó chính là Daisy. Và một thằng bạn nữa tên là Roy. Giống giống cam. Không, em nhìn anh này đậm chất Việt nhất này. Xong rồi thì anh này vẫn là gì giống người Philippines. Đậm chất Việt à. Em á em... Thôi ba giường luôn này khỏi dành. Hiện tại là đã gần 1 giờ sáng rồi và tụi mình chuẩn bị đi ăn tối. Ủa Sài Gòn giờ này mình ra đường cũng gió vậy thôi chứ gì. Ờ. Đây xin có giờ ra đường ban đêm đâu. Quá. 9 giờ em về nhà rồi em ơi. Tối thôi không thấy gì luôn. Nói chứ thấy cái bóng được kỷ niệm được. Ừ, thấy cái bóng đó rồi. Tụi mình đã chuẩn bị đi ăn tối đó các bạn, lúc 1 giờ. Vậy ăn sáng chứ. Ừ, sáng rồi chứ, qua ngày mới rồi. Vậy mình ăn sáng mà. Và sau khi đi loanh quanh một vòng để tìm thức ăn cho đỡ đói á, thì tụi mình đã ghé vào một quán bún ngang ở Bát Xứ. Bún chả kìa. Bún chả. Mặc bao nhiêu tiền một phần vậy? Bún gà. Hay là ăn miếng ha. Dạ. Bún có để tim được không? Tim á. Tim hết tim rồi. Còn thì sao rồi? Còn tim. Lấy một bún, một miếng được. Một miếng mang một cái. Dạ. Ăn cái đùi nhá. Dạ. Ăn cái đùi nhá. Ủa, ngang có thịt. Có thịt.
chị lấy một bún, một miếng ngang. Đây là chả chị? Em một miếng chả. Em một miếng gà. Một miếng gà. Mình ăn đùi nhá, tại vì chị còn có cái đùi gà. Dạ dạ. Cho em cái bún đi. Đùi gà thì tính hơn đấy. Dạ. Tính gà, đùi gà thì tính hơn. Là bao nhiêu chị? Là 50.000. Dạ. Còn ngang là có thịt. Ngang là có thịt 40 thôi. Lấy cho em một phần bún ngang đi. Một phần bún ngang. Dạ. Cho một miếng ngang, một bún ngang và một miếng gà. Dạ. Ngang ấy là thịt vịt chứ. Tụi mình quả thật đang rất là đói bụng mọi người ơi. Và nghĩ là ăn bất cứ gì vào cũng ngon hết á. Và wow, và tô bún ngang của mình đã có rồi các bạn ơi. Trong tô bún ngang của mình gồm có măng nè, thịt ngang giống như là thịt vịt, và ăn kèm với hành, rau sống, thêm một chút ớt, chấm nước mắm và có giò cháo quẩy nữa. Và sau khi mình ăn, mình cảm giác là đang đói bụng nên là ăn cảm thấy rất là ngon. Vậy là sau một đêm nghỉ ngơi là tụi mình cũng bắt đầu một chuyến hành trình mới. Và bây giờ tiếp tục tụi mình sẽ đi ra Hồ Gươm để tập thể dục buổi sáng các bạn ơi. Và đón xem tập 2 cùng với mình nha. Sẽ đi tham quan Hồ Gươm, Lăng Bác và Văn Miếu Quốc Tử Giám. À đừng quên nút subscribe cũng như like và share video các bạn nha.